Ba mình còn nói là nếu như không có làm theo lời ba, nó không có nhìn mặt mình nữa đó. Thôi buồn tính đi, từ từ rồi mình suy nghĩ sẽ có cách giải quyết mà. Tính đi nha. Thanh Vũ, anh đang yêu cầu anh đổi lịch quay, đúng không? Anh đang không bao giờ can thiệp vào chuyện này. Anh đừng có dối tôi nữa. Chứ tự nhiên sao lịch quay lại đổi như vậy chứ? À, có phải là anh đang không muốn tôi tham gia vào buổi diễn tối nay, cho nên yêu cầu anh đổi, đúng không? Cô bình tĩnh đi. Tôi nói không phải là không phải. Nhóm gốc Quốc Kiệt phải ghi hình có cô ngày hôm nay. Sau đó tụi này phải đi ngoại cảnh, quay nhóm người mẫu mới. Mà cô không biết là chương trình kỳ này còn phải phát sóng những buổi thi thời trang trẻ ở Cần Giờ hay sao? Nhưng mà anh thay đổi được mà đúng không? Ngày mai không được sao? Ngày mai tụi này đi công tác rồi, cô thông cảm giùm đi. Trừ khi á là có ai đó thế cô làm MC thôi. Nhưng điều này cô đã biết rồi á, không thể được. Ghét mấy người đi á. Có chuyện gì em? Anh cho em hỏi phòng casting ở đâu, anh chỉ giùm em được không ạ? Có chuyện gì không? Dạ, tại vì em là mới vô đây thực tập á. Chị Ngọc Hạnh nói với em là xuống tìm anh gì tên là Thành Vũ á. Vậy à? Vậy thì kỳ, chị Ngọc Hạnh nói phong anh Thành Vũ lúc này mà. Em tên gì? Em tên là Mai Anh. Em tập gì ở đây? Em làm trong phòng marketing đó. Nhưng mà không sao nên là chờ tiếp chị Ngọc Hạnh. Anh tên gì? Anh là Thành Chủ. Mời vào. Chị tìm tôi. Chào anh, mời anh ngồi. Cảm ơn chị. Nhóm của anh làm việc có quá tải không? Thời lượng chương trình có vẻ nhiều hơn. Tôi nghĩ nếu anh cần một trợ lý, anh cứ đề nghị nhé. Hiện tại thì nhóm của tôi cũng khá là ổn. Anh Phong và anh Trần làm tôi khá bất ngờ. Họ với cả được kịch bản. Như trong thời gian sắp tới, tôi nghĩ thì tôi cần thêm một phụ tá. À, anh thấy cô bé vừa rồi thế nào? Ý chị là... Cô bé là sinh viên sắp ra trường. Tôi thấy cô bé cũng lanh lợi. Nếu anh cần, cô bé sẽ qua nhóm của anh. Tôi cũng không biết nữa. Chắc có thể là được. Vậy nha, tôi sẽ nói chuyện với mẹ anh. Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Chị cứ hỏi. Tôi hỏi thẳng nhé. Có phải anh Đông Đăng yêu cầu anh vừa lịch quay đúng không? Ý chị là lịch quay chương trình gì?
À, lịch quay của Mimi đó mà. Dạ không, tại tụi tôi phải đi quay ngoại cảnh, cho nên Mimi sẽ quay ngay ngày hôm nay, và sau đó thì không kịp. Anh Phong và anh Trần phải theo nhóm người mẫu quay phần hậu trường, mà chị đã biết rồi đó. Anh ông Đăng không bao giờ xem vào chuyện của nhóm của tôi. À, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Không có gì, thôi tôi đi nha. À, còn buồn của mấy anh, tôi hy vọng cô bé sẽ giúp được các anh. Cảm ơn chị. Nếu có thể được thì đầu tuần sau chị cho mấy anh qua nhóm của tôi. Đồng ý. Chào chủ. Chào em. Anh ơi, vậy là anh làm việc ở phòng các phát quyền thì có hả? Ừ. Em nhờ anh chị này được không? Chuyện gì cô bé? Em không có thích làm chung với chị Ngọc Hạnh đâu. Mà anh đừng có nói cho ai nghe. Ừ. Cho nên em muốn nhờ anh nói với chị Ngọc Hạnh là cho phép anh xuống mộng với là. Ừ. Sao anh nồi quay vậy? Mà anh ơi, anh làm gì ở phòng đó vậy? Thế phòng đó có dễ thương không? Có đẹp trai không vậy? Tao tuần sau em có thể chuyển qua đó được rồi đó. Chị hả? Nói cho em biết là sếp phòng đó là ai, có dễ thương không? Đầu tuần qua trình diện đi rồi biết. Nếu như mà em cao thêm một chút nữa thì có lẽ là không bị anh đánh rớt trong lần trước rồi. À, anh xin lỗi nha. Có gì đâu mà anh phải xin lỗi, em quên rồi. Nhưng mà nếu như mà em không cao thì cũng đâu phải lỗi tại anh đúng không nào? Nhưng mà sau đó tôi đã rất áy náy. Tại sao anh lại áy náy? Bởi vì tôi đã theo dõi em ngay từ lúc đầu tiên. Và từ khi em chạy khỏi sân khấu và khóc. Có thật như vậy không? Dạ, tôi đã âm thầm theo dõi em. Xin lỗi em như thế. Dạ, bây giờ tôi muốn nói là tôi đã tặng hoa cho em đúng không? Dạ, là em là cô gái thông minh. Em biết là anh đã tìm cách giúp đỡ em rất là nhiều. Chắc cũng do ăn năn đã không biết là dập tắt ước mơ của một cô bé đó không nào. Em nói đúng. Thế còn chuyện hôm bữa anh đã nói với em là như thế nào? Chuyện mà anh nói là anh thích em, cái đó là sao ạ? Tất cả đều đúng. Em thì sao? Em đã rất ngưỡng mộ anh từ lần gặp đầu tiên. Câu nói này tôi đã nghe nhiều rồi. Còn câu nói nào khác câu nói này không? Thôi, tha cho em đó. Bây giờ tôi phải đưa em về nhà. Để sắp tới em còn phải chiến đấu nữa. Cố gắng nha cô bé. Để tôi khỏi phải ăn năn nữa. Anh thật là tốt với em. Thôi, chúng ta đi nào. Rồi, nhìn mặt anh là em biết thế nào cũng muốn nói là em giống má anh nữa chứ gì. Ừ, mà giống thiệt mà. Mà nói thiệt đó. Thì em đâu có nói anh nói sai đâu. Trong vẻ mặt của em hình như có cơ hội mới vậy đúng không? Sao anh biết? Em đang tính tìm anh đây nè. Ông đang nói chuyện với anh rồi. Đông đang nói chuyện với anh. Ừ. Nhưng mà nói chuyện gì? Thì anh ta nhờ anh giúp em thực hiện chương trình thời trang. Anh không biết là chương trình gì, như thế nào. Nhưng mà em liệt tên anh vô trên danh sách đó đi. Thiệt tình cái anh này. Sao?
Em muốn điền tên anh vô danh sách đó hả? Làm gì có chứ. Em á còn đang tính nhờ vả anh nữa nè nè. Anh với lại Nguyên Hải phải giúp cho tụi em lo cái phần sân khấu đó nha. Em yên tâm, anh luôn sẵn sàng giúp em. Bộ đi chơi bóng rổ hả? Ừ, thì mình cũng biết chơi bóng rổ chứ bộ. Giờ đang có chuyện cần nhờ tao mà giúp. Sao bộ không nói cho mình biết? Thì bộ biết rồi, nói làm gì nữa. Đâu có làm sao đâu con, để tủ lạnh. Với lại dạo này má con lười đi siêu thị với bác quá à, cho nên mỗi lần đi bác mua nguyên đống vậy cho tiện luôn. Thôi lắp cho con ăn cơm ké nha. Được thôi. Nhưng mà nè, đi xuống rửa tay đi, rồi phụ với bác. Còn hai ông tướng này nữa, đi quét nhà cho má đi. Dạ. Ủa Bi hả con? Dạ. Vô đi. Ủa sao hai cũng ở đây nữa? Ừ, Bi hả? Sao mới nhà ăn cơm ba má vậy? Nhà có nấu cơm đâu, ba má đi từ sáng tới giờ rồi mà cũng chả biết đi đâu. Sao không gọi điện hỏi ba má coi? Thôi lâu lâu để ba má tình cảm lãng mạn nhau xíu. Bi Bi. Gì vậy? Muốn cơm không? Muốn, muốn đương nhiên. Hôm nay á, bác nó ăn rất là ngon. Ngày nào cũng ngon chứ phải hôm nay. Ừ. Ăn cơm thiệt hả? Ăn thiệt chứ trời đang giỡn anh. Làm đi. Hả? Gì vậy? Ê! Chơi kì á. Bác ăn, con kìa. Kì cục. Thiệt hết tức mấy đứa này. Giờ hai tay xuống hết đi. Anh không muốn em tham gia chương trình này vì muốn lăn xe Thu Thu lên thay thế em, đúng không? Không phải em thay đổi mà chính em đề nghị trước mà, đúng không? Khi anh quyết định rồi sẽ không có vấn đề gì thay đổi hết. Mimi à, em muốn thay đổi thế nào cũng được hay sao? Công ty Villa chúng ta còn rất nhiều người đang được đào tạo, anh phải tìm cách họ vươn lên chứ. Trong khi đó, anh đang hướng về mục tiêu khác nữa. Nhưng mà anh đã đưa Nhất Thu Thu đi Hồng Kông rồi. Nay lại muốn thay thế Thu Thu lên làm với Nết nữa. Anh muốn em phải làm sao chứ hả? Anh nên hiểu rằng, bây giờ em là vị trí số 1 rồi. Thì vắng mặt một chương trình, có nói lên được vấn đề gì đâu. Nhưng mà em không muốn anh đối xử với em như vậy. Có phải anh đã cười Thành Vũ thay đổi lịch quay đúng không? Nếu như em trình diễn hôm nay nè, thì Thành Vũ cũng thay đổi lịch vậy, đúng không? Em phải hiểu rằng sẽ không có gì thay đổi hết. Em phải làm MC trong chương trình Cách Quốc Chuyện này. Nhưng mà không làm thì phải thông báo chính thức với khán giả rằng em bị bệnh và không làm được. Nhưng mà em nghĩ xem, em có làm như vậy được không? Em ghét anh. Có bao giờ em suy nghĩ một cách đúng đắn chưa Mimi? Em phải chuẩn bị tinh thần cho đĩa đơn đầu tiên của em. Cũng chính vì vậy mà anh cắt bớt chương trình thời trang của em.
chừng nào mà em còn là quản lý của em. Từ khi đó em phải nghe lời của anh, hiểu chưa cô bé? Em không muốn anh gọi em là cô bé nữa. Em ghét anh. Alo, ba Danh hả? Tới em liền đi. Giờ mình đi sớm quá, giờ chẳng que chưa có ai hết á. Thôi đứng chờ vậy ha. Không ngờ thằng Hoàng lại là anh chàng trẻ tuổi như vậy. Cảm ơn anh, tôi đã nghe nói rất là nhiều về anh, hôm nay mới được gặp. Mời ngồi. Cảm ơn. Khách hàng bên tôi toàn là những anh chàng đẹp trai như thế này thôi. Sao đang nói giới thiệu cho mình một cô trợ lý đâu rồi? Anh cứ từ từ đã, tạm thời thì cô ấy chưa làm việc cho anh được. Sao vậy? Là mình cột hứng nha. Anh đừng nóng vội. Trước mắt thì dưới sự quản lý của mình, nhóm cô ấy sẽ hoàn thành tốt một chương trình thời trang cho cậu. Sau đó cậu cứ ngỏ lời xem cô ấy có đồng ý gì làm cho Hot BA hay không. Chà, Hành là một cô gái rất là đặc biệt đây. Thôi, bây giờ chúng ta vô công việc nha. À, kỳ này công ty Deluxe chúng tôi sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập về thời trang học đường cho mùa hè. Đây cũng là một tiềm năng rất là lớn, một tiền đề để chúng ta quảng cáo cho cuộc thi này. Đồng đăng này, Vi Lai nghe xong không được ăn cắp ý tưởng đâu nhé. Đôi lúc cũng là đối tác của bên này mà. Chị cậu không ngại khi tôi giúp Nhã Đan thực hiện chương trình này chứ? Làm sao mà ngại được. Nếu như có anh giúp thì chương trình sẽ thành công hơn chứ, đúng không? Vậy thì chương trình này sẽ thế nào ta? Sẵn cho tôi phổ biến anh nghe luôn. Là chương trình này có tên là Mega Collection. Chúng tôi sẽ quy tụ tất cả các sinh viên trong ngành thiết kế thời trang tham gia. Thời trang học đường với chủ đề là sắc hè. Vì tôi nhận thấy đây là một cái tiềm năng rất là lớn mà chúng ta chưa khai thác hết. Bởi vì sao? Sinh viên thì rất là nhiều, nhưng ngặt nổi thì để đánh trúng sở thích của họ thì quả là một thách thức rất là lớn. Bởi vậy cuộc thi của chúng ta sẽ thú vị và hấp dẫn hơn, đúng không? Đặc biệt trong chương trình khai mạc thì những bộ trang phục tham gia sẽ do tất cả các sinh viên trong ngành thời trang thiết kế ra. Nghe hay đấy. Mình coi này, chắc chắn tôi sẽ giao các cô gái này cho cậu. Bởi vì tôi biết cậu sẽ cần một nhóm thời trang hoàn toàn mới để thực hiện ý tưởng của mình. Điều đó thật là tuyệt. Trình Hoàng nghĩ chính các cô cậu này là sinh viên nên họ hiểu, họ muốn cái gì nhất. Chương trình chắc chắn sẽ rất là đặc biệt. Xin lỗi, tôi có điện thoại nha. Alo, Thục Hạnh à? Em nói sao? Anh hiểu rồi, anh sẽ ra ngay. Ok. Xin lỗi, tôi có chút xíu việc. Chị công ty à? Không, liên quan tới bản thân tôi thôi. Nói chung là một scandal không đáng có. Xin lỗi hai bạn nha.
Chuyện này là sao hả Ngọc Thanh? Rất nhiều phóng viên gọi điện cho em, nói là anh là Mimi đã bí mật đến hôn. Lại là Mimi? Anh nghĩ là Mimi à? Em thì không nghĩ vậy. Chứ ai đã đồn ra tin đồn này chứ? Có ích lợi gì đâu. Em cũng không biết nữa, nhưng một số phóng viên bảo là ba danh cười tiết lộ. Ba danh? Em đã hỏi ba nhân rồi. Anh ta nói anh ta không biết gì nữa. Chuyện cũng không có gì. Nhưng mà để anh gặp Mimi xem sao đã. Mimi vừa mới đi chụp hình với Thành Vũ. Nhưng em nghĩ đây chỉ một tin đồn tiếng thôi mà. Nhưng ai được lợi trong vụ này chứ? Có thể nó chính là Mimi. Bởi vẻ không trùng của ái nghĩ anh được có. Lần đầu tiên mới đi ra mất phim với đồn. Chả động quá hả? Từ từ. Ê, khoan mặt, chạy cho tháo kiến ra cho thấy mặt. Cảm ơn em. Ê, chào anh. Chào anh. Dạ, cho em hỏi là anh gái xinh đẹp này có phải là diễn viên mới của anh? À, đúng rồi. Dạ, xin hỏi đây có phải là bạn gái anh không ạ? Đúng luôn. À, vậy anh quyết định cho bạn gái mình tham gia bộ phim này không ạ? Chắc không, từ từ mới hỏi lại. Ồ, còn đây là cháu gái của anh ạ? À? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh. À, cháu anh đang làm người gì ạ? À, nhìn mũi thật ra. Như bảo, tôi bảo mũi thật ra. Chê chân sành đẹp quá. Cảm ơn anh ạ. Lại. Cảm ơn anh. Trời, tin em còn mấy dáng đẹp lắm nè. Đi hết rồi. Trời, tạo dáng chưa xong mà chưa hết dáng. Trời, ai cũng thực sự là diễn viên á. Hạnh diện quá. Tiếng cho em. Cậu hôm nay trông con có điểm tượng nào không? Bồ đã có công việc làm về thời trang. Mà anh Đông Đăng cũng không phải là người xấu đúng không? Thì mình có bao giờ nghĩ anh ta là người xấu đâu. Mà anh ta nói với tụi mình là cũng rất là áy náy sau khi mà đánh rớt tụi mình cuộc thi đó. Cuộc thi gì? Tới bây giờ thì nói thẳng đó là cuộc thi tìm người mẫu của Villa cho rồi đi. Giấu giếm làm cái gì nữa? Ừ, mà nói chung là mình thấy anh ta cũng thành thật á. Còn mình thì mình thấy á, anh ta quan tâm quá mức tới bồ. Đúng rồi, ta quan tâm mình mà. Anh ta nói là rất là quan tâm theo dõi mình sau cuộc thi đó. Ai mà không biết. Nhìn cái cách quan tâm chăm sóc mà mình biết liền. Linh cảm của mình không có sai đâu. Linh cảm gì chứ? Chuyện gì nữa? Thì cái chuyện mà anh Đông Đăng á, có tình cảm đặc biệt với bồ chứ chuyện gì? Mà thôi, mà đổi đề tài đi. À, nay đi làm sao rồi? Sao? Đợi người ta đi làm cả tuần bây giờ mới hỏi. Thì bây giờ mình hỏi nè. Sao hôm nay buồn sao vậy, khó chịu quá à. Đi làm hả? Nói chung là cũng vui. Cũng hên là có Thục Nhiên á. Có người đi làm chung, có người đi ăn trưa chung. Thỉnh thoảng thì giờ ăn cơm với má. Nhưng mà sau này chắc đi Thục Nhiên luôn rồi đi. Bữa trưa đi về nắng quá. Vậy hả? Mà bồ sao vậy?
Thì có gì đâu, nghe bộ nói bộ đi làm vui thì mình cũng vui. À, ngày mai là chủ nhật, mình tính tập hợp tất cả mọi người về nhà mình bàn những cái chuyện làm thời trang. Bộ thấy sao? Bộ nhắc mình mới nhớ, anh Long Đăng hẹn mình á với lại Thục Nhiên với lại Như Khánh ra gặp hai người đàn ông, mà nghe nói là hai người đàn ông đó rất là đẹp trai. Thêm hai người đàn ông đẹp trai nữa hả? Ừ. Bà nè, Long Đăng làm gì mà để có tin đồn cho Mimi vậy? Tưởng gì, giới nghệ sĩ mà, lúc nào mà chẳng có tin đồn. Không có, kém hấp dẫn lắm. Nhưng mà Long Đăng có gì không? Lỡ rồi giả giả thiệt thiệt rồi sao? Ừ, thì cũng có thể. À mà xem kìa, hình như ba cô gái Long Đăng nói đúng không? Chào anh. Chào em. Anh không phải là Trần Hoàng không ạ? Anh là Trần Hoàng. Còn em là Nhã Đen. Dạ không, em là Dương Khánh. Em là người phát ngôn của nhóm. Vậy em nào là Nhã Đen? Là em đó. Anh có phải là Khôi không ạ? Chào em, còn đây là... À, em là Thịnh Nhiên. Thịnh Nhiên nhất nhỏ. Bộ hai anh hợp định cho tụi em ngồi hả? Mời tụi em ngồi. Những chiếc áo dài luôn là một... Đó, làm lại. Mai. 5, 4, 3, 2, bắt đầu. Những chiếc áo dài luôn là đề tài của mọi... Cắt. Tập trung Mimi ơi. Sao nữa đây? Ta chuẩn bị. Mai. Phải chạy. 3, 2, bắt đầu. Những bộ áo dài luôn là đề tài cho các nhà thiết kế. Không được. Mimi à. Sao đây? Anh không thấy là tôi sắp chết rồi hả? Đến một chút đi Mimi. Mình chỉ còn một phân đoạn cuối à. Em đã biết rồi, lúc nào cũng vậy mà. Mình không quay ngoại cảnh được, cho nên mình phải vô đây quay. Thì em chịu khó tưởng tượng đi. Anh nói thì hay lắm, anh đến giờ anh nói thử coi. Biết nói không à, làm thử đi rồi biết. Xin lỗi chị, ở đây ai cũng làm việc từ sáng đến tối. Nếu việc chưa xong, đó là do chị không chịu hợp tác. Thôi đi Phong. Đúng ra giờ này á, tôi đang biểu diễn trên sân khấu nè, chứ không phải đứng đây để nghe mọi người trách móc đâu. Thôi, bây giờ tôi mệt rồi, không nói được nữa. Không muốn nói nữa, tôi đi về đây. Đi Mi. Coi như lần này em giúp tụi này đi. Em nên hiểu rằng tất cả mọi người ở đây đều muốn về, không phải chỉ riêng mình em. Và chúng tôi ở đây làm việc là vì công việc. Và công việc này thì cần sự hợp tác chuyên nghiệp của em. Được rồi. Sao cũng được hết. Dù sao cũng đứng đây rồi chứ không phải trên sân khấu. Ra chuẩn bị. Mai. Mai chạy. 3, 2, bắt đầu. Những chiếc áo dài luôn là đề tài cho các nhà thiết kế. Thiết kế nên những bộ sưu tập thật là độc đáo để dành tặng cho các người phụ nữ Việt Nam. Ủa xong rồi hả em? Trời ơi, mệt chết rồi nghĩa. Em tưởng anh về rồi chứ. Về sao được mà về. Em chưa về anh đâu được về. Ủa, em đâu? Để kìa, ai bắt cóc đâu mà sợ. Thôi đi em. Đụng cha đụng đặng. Có bồ như thế đã được. Này, hên cho mày chưa có bồ sinh như thế để mà đã đi. Phải nói vậy.
Tao nói gì kệ tao. Có về không hay ông Tố? Có về chứ. Hãy đổi lịch lung tung mệt tử người. Dọn dẹp đi mày. Như mê nè, anh đặt cho em hỏi ví dụ tin đồn chứ. Tin đồn là anh em chuyện thì sao? Như sao? Biết cái miệng của anh rồi. Anh cần lo tin cho nhỏ phóng viên Đào nữa. Tích tắc sao thôi, phóng viên gọi điện hỏi cho bà. Quá trời luôn. Bà hỏi anh, nó tôi không biết gì nha. Để họ tự giữ với nhau này. Ủa mà anh ngạc nhiên là không biết em làm gì để làm chi vậy? Thì em cũng biết là anh Đông Đăng còn gái chưa không hơn. Có nghĩa là... Nếu mà có, mình biết liền. Không lẽ Đông Đăng với bé Nhã Đen? Nhã Đen hả? Anh nói gì là sao? Thì hôm bữa đó, anh gặp họ đi ngoài đường, khoác vai nhau mà vui vẻ từng tứ lắm. Nhã Đen? Thế nào được? Tại sao là bé đó chứ? Mi! Vũ, má. Sao con đi làm trễ quá vậy? Sao má thấy con giống như bệnh vậy? Thì đâu có má, con chỉ mệt chút thôi à. Sao mà tôi thấy tụi bay đi làm giống như lao công, thiệt là tội nghiệp. Thôi, con lên thay đồ đi, rồi xuống ăn súp cho khỏe. Má đang nấu trống á. Dạ. Ủa mà thằng Hải đâu má? Thằng Hải nó qua nhà Nhã Đan, nó bàn chút chuyện gì đó. Nhưng mà chắc là ở bển luôn với thằng Bi rồi con à. Thôi con lên thay đồ đi, rồi xuống ăn súp. Nhanh nghe con. Dạ con biết rồi má. Yêu anh hơn lời em nói, thương anh rất nhiều. Yêu anh sao chẳng nói nên lời. Yêu anh ngay cả trong giấc mơ, yêu anh mong anh sớm chiều. Mình tin chắc là hai người đàn ông đẹp trai đó đã kết tụi mình rồi. Như Khánh nó nói chuyện rất là người lớn nha, còn anh Trần Hoàng cái chó mắt ra mà nhìn vậy nè. Còn cái người tên là Minh Khôi á thì thế nào? Anh Minh Khôi hả? Anh Khôi thì trầm tính hơn tí xíu, nhưng mà nói chung là bạn của anh Đông Đăng ai cũng rất là dễ thương, đẹp trai và còn tri thức nữa. Mà họ còn nói chuyện rất là chuyên nghiệp. Mình đang có linh cảm là mọi chuyện sẽ rất là tốt đẹp đây. Ờ, thì mọi chuyện phải tốt đẹp thôi chứ làm sao. Ồ, biết tin gì chưa? À, cái tin lá cải chứ gì? Lá cải gì mà lá cải? Tin đặc biệt sốt dẻo và hấp dẫn này. Thôi đi, đem đi. Muốn nghe không? Nói chuyện tí thôi. Mimi và Đông Đăng mới vừa đính hôn. Tên tên ta đên. Đính hôn? Ừ, đính hôn. Đông Đăng với Mimi đính hôn hả? Anh yêu hơn giây phút ban đầu, em đã không biết rằng em sẽ là của em. Em đâu biết để đến bây giờ trái tim em đập nhanh hơn khi em nhìn thấy. Mỗi lúc gặp không lẽ Đông Đăng với lại Mây Mây đến hôn chuyện sao? Mỗi lúc xa anh em mong thấy rằng. Sao anh ấy cứ nói gì với mình không vậy? Mà anh ấy nói là từng thích mình mà. Ừ.
hiểu sao mình là như vậy là mà anh ấy giống mình để làm cái gì chứ. Hay biết đâu đó chỉ là tinh vịt. Nhưng mà nếu mà không có lửa thì làm sao có khói được. Chính Mimi tiết lộ mà. Mình có thích anh ta thì không đi. Sao mình khó chấp nhận chuyện này quá à. Nguyên Hải và Nhã Đen đã là một cặp. Thua là thua thế nào, cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu mà. Yên tâm đi, có Thực Nhiên ở bên cạnh anh rồi, không phải lo gì hết. Như anh thấy rất thế hơn so với Nguyên Hải. Rất thế là rất thế thế nào? Thành ngũ của em đẹp trai người người này mà. Nguyên Hải chắc chắn lại thua, nghe em đi nhá. Nhưng mà sao tự nhiên anh bảo thất thế? Mà thất thế cái gì cô? Nguyên Hải được phép ngủ qua đêm ở nhà Nhã Đen. Tưởng gì? Hai người đấy chơi với nhau từ nhỏ mà, chuyện bình thường thôi, không phải lo đâu. Yên tâm đi, yên tâm đi. Trong cái mặt kìa. Chào anh bạn. Chào anh. Anh đến đây là để... Tôi có chuyện cần nói với Nhã Đan. Nhưng mà hai bạn định đi đâu đó? Đi qua nhà tôi, có một số vấn đề cần bàn. Nếu anh muốn nói chuyện với Nhã Đan, vậy tôi đi trước. Anh bạn cứ yên tâm. Sau khi nói chuyện xong, tôi chở Nhã Đan đến nhà của anh bạn. Bồ đi đâu vậy? Anh ta nói là sẽ chở bồ qua nhà mình sau. Mình đi trước nha. Ôi, mình đi với bồ à. Nhã Đan à, anh có chuyện cần nói với em. Sao lúc nào anh làm gì cũng hỏi ý kiến người ta, vợ tự quyết định không vợ? Mà sao anh biết là em sẽ đi với anh chứ? Anh xin lỗi, nhưng mà thật sự anh cần nói chuyện với em. Thì anh nói đi, nhưng mà sao mà em phải đi với Nguyên Hải á? Anh không thể nói ở đây được. Bộ cứ nói chuyện với anh ta đi, mình sẽ chờ bộ. Bộ không có hỏi nha. Anh nói là có chuyện muốn nói với em mà. Phải.
Nhưng mà anh không biết là nên bắt đầu từ đâu. Thì anh cứ nói đại đi. Anh muốn nói với em rằng không có chuyện anh kết hôn với Mimi đâu. Chắc em cũng biết về chuyện này. Đâu có liên quan đến em đâu mà anh nói cho em nghe. Em tưởng đâu là anh hẹn em ra đây để nói về chuyện chương trình sắp tới chứ. Mà tụi em cũng gặp anh Minh Khôi với Trần Hoàng rồi, chắc là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng mà sắp tới chắc là phải làm phiền anh đó. Anh không muốn nhắc đến chuyện đó ngay bây giờ. Nha Đăng à, em thật sự không quan tâm đến chuyện của tôi sao? Thì em đã nói với anh rồi, nếu như mà anh đính hôn á thì em chúc mừng. Vậy mà tôi cứ nghĩ chắc em cũng dành một phần quan tâm nào đó về tôi, thì ít ra cũng gọi điện hỏi thăm coi thông tin đó có là sự thật hay không. Không ngờ bây giờ em còn chúc mừng tôi nữa. Mimi là một cô gái hoàn hảo mà, không phải đó là tin vui sao? Tôi cũng biết là như vậy. Nhưng mà thôi, em cứ đi với bạn của em đi. Chúc em thành công nha. Cố gắng lên. Cảm ơn anh. Thôi đi đi, chứ không bạn em chờ kìa.